giang ngó lơ Đan Tiên, mải mê khen tim xanh lá, gà chiến Bùi Quỳnh Hoa lộ mặt thật. Nguyễn Đan Tiên, thí sinh của thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 đang là nhân vật được chú ý nhất trên các diễn đàn sắc đẹp hiện tại vì drama từng nói xấu Hương Giang. Dù đã người cũ, đã mở lời xin lỗi nhưng đến hiện tại, Hương Giang vẫn chưa lên tiếng bàn luận về sự việc ồn ào. Có thể thấy trên trang cá nhân, mỹ nhân chuyển giới vẫn liên tục đăng tải hình ảnh và clip liên quan đến Miss International Queen Việt Nam 2023 nhưng không hề nói đến Đan Tiên. Mới đây nhất, Hương Giang vừa đăng tải khoảnh khắc được cắt trong tập 6 vừa qua, kèm theo đó là dòng chú thích. Chị Đại Lucas tiết lộ mình đã bỏ phiếu bầu cho đội xanh lá, Mai Ngô chính là huấn luyện viên dẫn dắt team này. Trong clip được Hương Giang chia sẻ, sau khi chiêm ngưỡng phần trình diễn đặc sắc của các thí sinh, mỹ nhân Lucas không khỏi phấn khích vì quá nhiều trang phục đẹp, màn biểu diễn và trình bày tổng thể thực sự rất tốt và tôi đã bình chọn cho đội xanh lá, tôi muốn họ giành chiến thắng vì tôi thực sự rất thích họ, chị Đại khét tiếng làng LGBT chia sẻ. Cách đây vài ngày, Hương Giang cũng không ngần ngại tiết lộ thay đổi của Mai Ngô, thẳng thắn đưa ra nhận xét về đàn em. Cụ thể trong một bài viết Mai Ngô đăng tải, Hương Giang dành nhiều lời khen cho đàn em. Hương Giang cho biết, ở hiện tại, Mai Ngô có nhiều thay đổi tích cực, ngày càng trưởng thành và có cách xử lý sự việc khéo léo hơn. Hương Giang nhận xét Mai Ngô rằng, trong mắt chị là một Mai Ngô nhiệt huyết, thay đổi từng ngày nhưng có độ đằm hơn ngày xưa, giận dữ hay thất vọng, vẫn bình tĩnh xử lý. Đó là hình ảnh chị nghĩ rất nhiều khán giả yêu thương em đã quan sát em nhiều năm và tới ngày hôm nay có thể nhìn thấy rõ em đã thay đổi như thế nào. Đây là chiến thắng lớn nhất của em thông qua chương trình này, chiến thắng trong lòng khán giả yêu thương mình. Màn tương tác giữa Hương Giang và Mai Ngô đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Về phần Đan Tiên, sau màn công khai xin lỗi, mới đây cô nàng xuất hiện cùng huấn luyện viên của mình, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa và hai thành viên còn lại, Trung Khiết Anh, Bồ Lô Nguyễn, tại một sự kiện thời trang. Dù được đánh giá là mỹ nữ sở hữu nhan sắc best face của đấu trường Hoa hậu chuyển giới Việt Nam, nhưng vẻ đẹp của Đan Tiên qua ống kính cam thường lại gây thất vọng. Bên cạnh đó, một số người còn chỉ ra biểu cảm của Đan Tiên trong lần đầu dự sự kiện lại không được tươi tắn, ủ rũ, khiến cô nàng trở nên đơ cứng trước ống kính. Thậm chí, số khác lại khẳng định Bồ Lô Nguyễn còn sáng hơn Đan Tiên qua ống kính cam thường. Tuy nhiên, netizen cũng đã ra lời bênh vực dành cho mỹ nhân 24 tuổi. Họ cho rằng Đan Tiên đang vấp phải drama với Hoa hậu Hương Giang nên cô nàng cảm thấy căng thẳng khi đến chỗ đông người. Về lùm xùm giữa thí sinh, đội Bùi Quỳnh Hoa với Hoa hậu Hương Giang trong quá khứ, người đẹp Nguyễn Đan Tiên, thành viên của đội huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa bị netizen phát hiện dùng một tài khoản có tên Anh Quỳnh Nguyễn. Tài khoản này đã phát ngôn tiêu cực với Hương Giang như con người giả tạo, Hoa hậu có nét đàn ông nhất Việt Nam, kèm theo với nhiều lời thách thức đối với fan club của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Đan Tiên đã gửi lời xin lỗi đến khán giả lẫn Hương Giang vì tính cách bồng bột trong quá khứ. Về phần của họ chuyển giới quốc tế 2018, cô vẫn giữ im lặng giữa ồn ào trên. Hiện gà chiến của Bùi Quỳnh Hoa vẫn đang nhận nhiều chỉ trích vì hành động trong quá khứ của mình. Với tâm thế là người chị, mentor của Đan Tiên nên Bùi Quỳnh Hoa đã bảo vệ học trò bằng một bình luận rất xúc động. Cô bé của chị sẽ không bình phẩm về lỗi lầm của em trong quá khứ vì giờ chị nghĩ đó là bài học lớn nhất trong cuộc đời của em đang phải đối mặt. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Em đã mạnh mẽ, dám đối mặt với lỗi lầm và nhận sai. Chị không biết trước đây em thế nào, nhưng khi nhận em vào team, tới bây giờ, cô bé Đan Tiên mà chị biết luôn là người biết trước, biết sau, lễ phép và nghe lời. Cố gắng hết mình với niềm đam mê được tỏa sáng, chị tin em đã nhận ra lỗi lầm này để làm bài học khiến em thay đổi, trở thành con người lễ phép như ngày hôm nay. Chị hiểu, hiện tại em đang rất buồn và xuống tinh thần trước áp lực dư luận. Chị tin em sẽ rút ra được bài học, mong rằng em sẽ lấy lại được tinh thần để tập trung cho chặng đua phía trước tại Miss International Queen. Hãy làm như không có gì để nuối tiếc. Thương em, chị và team sẽ luôn bên cạnh em, cô bé của chị.